Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn chay. Mà món ăn chay này mình đặt tên là món chay 10 phút. Để chuẩn bị món chay 10 phút thì các bạn phải có tàu hủ ki. Tàu hủ ki thì mình mua tàu hủ ki của tiệm, nó đã chiên sẵn, nó đóng gói, nó hút chân không thì rất là nhanh cho mình, tiện lợi để mà khi mình những ngày chay mà mình đi làm về đó, mình gấp gáp đó thì nó chiên sẵn rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể mua tàu hủ ki khô để mà chiên. Thì tàu hủ ki và nước tương. Nước tương thì mình sử dụng hiệu Knorr, hay là nếu các bạn muốn loại nước tương nào các bạn thích. Và mình cần phải có đường. Và mình sử dụng nước dừa soda. Thì tại sao mình đặt món chay này là món chay 10 phút? Là bởi vì mình sử dụng nước tương để mình kho tiêu. Thì mình lường đường bằng cái giá ăn canh này nè các bạn. Giá này hơi dung thì giá sau lưng chút. Hễ một giá ăn canh đường á là một giá nước tương. 2 3. Một lần mình làm đó các bạn, thì mình làm nhiều. Rồi xong rồi nguội rồi cái mình để vô keo. Chừng nào muốn ăn là mình nướng tàu hủ lên. Thì khi mà mình lường nước tương, nãy giờ là 4 cái rồi nha. Thì mình cho 4 cái 4 giá nước tương. Hễ 4 đường là 4 nước tương. Bốn đường, bốn nước tương và nước dừa. Tại vì mình cái nước tương này thì nó không có mặn lắm, thì tùy theo cái nước tương mà các bạn gia giảm, nhưng mà đường với nước tương là phải nhiều. Như vậy thì một hồi cái kho quẹt này, nước tương kho keo này lại đó là nó mới kẹo kẹo lại. 1 2 3 4. Rồi thì bây giờ mình nổi lửa lên. Mình sử dụng lửa medium, lửa không lớn lắm, và quậy nước tương này, quậy cái nước tương này cho tan ra. Và mình quậy liên tục, nghĩa là không ngừng tay. Mình đứng đây mình quậy không ngừng tay là bởi vì mình không có muốn cho cái nồi nó khét. Thì thắng cái nồi nước tương này như vậy là khoảng quậy liên tục khoảng 5 phút. Các bạn phải chịu khó đứng đây quậy liên tục khoảng 5 phút nha các bạn. Đã được 3 phút mấy, gần 4 phút rồi đó các bạn. Thì nó sôi như vậy nè. Nãy giờ mình vẫn để mức lửa medium, không có nhỏ quá mà cũng không lớn quá. Và mình vẫn đứng đây để quậy liên tục. Thì mình canh cho dừa đúng 5 phút. 5 phút là được rồi các bạn. Tại vì nếu mà kẹo quá đó, khi mình để vô keo, mình để vô tủ lạnh đó, nó keo quá thì lấy lên chan ở trên miếng tàu hủ đó, nó không có dính vô miếng tàu hủ nhiều bằng là nó hơi lỏng lỏng như vậy nè. Tất nhiên nó keo nhưng mà nó không có keo quá đặc. Và mình nêm lại thì cũng vừa với khẩu vị của mình. Thì tùy theo hiệu nước tương. Nếu mà các bạn cảm thấy hơi ngọt thì thêm miếng nước tương vô. Cảm thấy hơi mặn thì có thể thêm một miếng nước dừa. Đó, sôi như vậy rồi. Thì bây giờ mình hạ lửa thiệt là thấp để mình đi lấy tiêu. Thì cái món này á, các bạn mình phải cần tiêu thật nhiều, hơi khá khá tiêu một chút. Nếu mà ở nhà mà ai không thích ăn cay thì ít, nhưng mà mình thì mình thích để tiêu hơi nhiều tí. Cái món này á, các bạn, con trai của mình nó không có thích ăn chay mà nó rất là thích cái món này đó. Thì thông thường ở ngày Tết á, mình hay ăn chay ngày mùng 1. Thì lo những món mặn để cúng kiến đó, mình làm món này trong vòng 10 phút là đã có món chay. Rồi mình xào thêm một dĩa rau.
thì mà, hoặc là mình hấp bông cải, hấp đậu bắp. Mình cũng có được một món chay để mình ăn ngày mùng 1. Rồi nước tương xong rồi nè các bạn. Nước tương xong rồi rất thơm. Bây giờ thì nó chưa có sánh lắm, nhưng mà khi nó nguội á, nó sẽ hơi sánh sánh lại cho nó không phải là lỏng. Tắt lửa. Tắt lửa để đây các bạn. Dạ bây giờ mình lấy cái nồi chiên không dầu. Mình chất tàu hủ kỳ vô. Thì cái hủ kỳ này nó đã chiên rồi. Các bạn chất vô, các bạn bấm 400 độ và mình cho nó 3 phút là nó vừa vàng lên và nó chảy bớt cái dầu ra. Bây giờ mình bấm 400 độ mà 30 phút nha các bạn. À 3 phút, sorry. Đây. Bây giờ mình bấm là 3 phút. 3 phút mà 400 độ. Rồi mình đợi đúng 3 phút mình lấy tàu hủ kia ra. Bên kia lò đã kêu tiếp tiếp, tất nhiên là 3 phút là nó đã ngưng, nhưng mà mình mới thăm lại thì mình thấy là nó chưa có vàng như ý mình thích, mình cho thêm 1 phút nữa. Rồi nước tương này hồi nãy được rồi nè các bạn, nó hơi nguội rồi, thì nhân lúc này trong khi mình chờ mấy phút để cho nước tương nó để cho tàu hủ kia nó vàng đó, mình cho nước tương vô keo. Tại vì một lần á, mình làm nhiều vậy nè, mình để trong keo rồi hễ muốn ăn là mình nướng tàu hủ lên, thì tàu hủ kỳ hoặc là tàu hủ thường mình chấm cũng vẫn ngon đó các bạn. Hoặc là chấm rau, hoặc là ăn mì xào. Thì nước tương một lần mình ăn là mình thắng lại vậy nè. Rồi mình cho vô mấy cái hủ thủy tinh á, mình đậy kỹ lại, mình để tủ lạnh. Thì khi mình để tủ lạnh á, cái nước tương này nó hơi sệt lại, nó không có lỏng như vậy mà nó sệt lại. Thì nước tương mà mình nấu như vậy nè, cái này cái tiêu nó sẽ ngon hơn cái nước tương xịt thẳng ra ăn bình thường. Đó, 3 phút thì hơi trắng, 4 phút thì nó hơi vàng. Cái này vàng đậm chứ nó không có, không phải là khét. Nếu mình nghĩ 3 phút thấy nó hơi trắng, 3 phút được rồi. Đó. Rồi các bạn, thì nhân lúc mà cái tàu hủ kia này nó còn nóng đó, mình chan nước tương vô. Đó. Nó đang nóng mà nó gặp nước tương nó nghe rắc 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 gì đó các bạn. Rồi. Thế là sau 10 phút mình đã có món tàu hủ kia với nước tương kho tiêu rất là hấp dẫn, để mình ăn thử cho các bạn nghe nha. Giòn rụm luôn. Thì các bạn biết tàu hủ kia là bản chất của nó đã ngon rồi, mà nước tương mình thắng rất là ngon, vừa miệng của mình. Thì chúc các bạn sẽ có một món chay trong vòng 10 phút để giúp các bạn có thể ăn chay được tiện lợi dễ dàng. Nhất là ngày mùng 1 Tết, mình ăn một năm một ngày là coi như mình ăn được trọn năm đó các bạn. Không biết mình nghe ông bà xưa nói vậy mà có đúng hay không. Thì các món cúng kiến, đồ ăn đồ uống nấu thì nhiều, thì các bạn dùng món này để ăn chay, có thể xào thêm một dĩa rau keo, xào với tàu hũ, thì các bạn đã có một món ăn chay cũng ngon miệng. Chúc các bạn thành công với món chay 10 phút. Và lần sau mình sẽ nói với các bạn một món nữa cũng làm từ tàu hủ kỳ, cũng 10 phút mà cũng ngon tuyệt vời. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Các bạn ủng hộ mình, ấn chuông, đăng ký kênh mình nha. Ủng hộ nha. Ok, bye bye.